Bí quyết làm sinh tố cà chua giảm cân, an toàn, hiệu quả chỉ trong 10 ngày. Sử dụng sinh tố cà chua giảm cân là cách mà rất nhiều chị em phụ nữ sử dụng hiện nay bởi sự bổ dưỡng, an toàn và giảm cân hiệu quả. Bằng việc kết hợp giữa sinh tố cà chua cùng thực đơn ăn uống thông minh, tham khảo 6 cách làm sinh tố cà chua như sau. Đơn giản với những đặc tính của cà chua, một ly sinh tố cà chua sẽ giúp bạn lấy lại vóng dáng nhanh chóng. Nguyên liệu Cà chua 200gr bạn nên sử dụng cà cherry để tăng hiệu quả. Sữa tươi không đường, 400 mlda viễn cách làm. Bước 1, cà chua sau khi mua về rửa sạch, nên chọn những cửa hàng uy tín nông sản sạch và chất lượng. Nếu mua ở những cơ sở kém chất lượng thì nên ngâm qua nước muối. Bước 2, tách hạt và vỏ bằng cách trần sơ qua với nước sôi buộc 3, cho cà chua, đá và sữa tươi không đường vào máy xay, xay hỗn hợp cho đến khi nhuyễn. Rót ra ly và thưởng thức. Nếu bạn muốn tăng thêm hương vị thì có thể thay sữa tươi bằng sữa chua để tạo ra món sinh tố cà chua sữa chua giảm cân thơm ngon. SCNH tố cà chua cà rốt giảm cân. Cà rốt và cà chua khi đã kết hợp lại mang đến công thực rất giàu dinh dưỡng, nhất là vitamin A. Ngoài ra hỗn hợp này cung cấp lượng lớn chất xơ không hề có chất béo cũng như lượng đường thấp giúp việc giảm cân vô cùng hiệu quả. Nguyên liệu Cà rốt 200g Cà chua 200g Đầu phộng Lạc Giang Mật ăn một thìa cà phê, đá viên. Cách thực hiện, bước 1, cà rốt và cà chua sau khi mua về rửa sạch, lột vỏ, bỏ hạt cà chua. Bước 2, cắt cả nhỏ cà rốt và cho vào máy xay cùng các nguyên liệu khác. Bước 3, xay nhuyễn hỗn hợp trong từ 2 đến 3 phút hút, đổ ra ly và thưởng thức. Để giảm cân nhanh chóng, đúng cách, an toàn, liên hệ hotline sau. 0364149141 để được hỗ trợ cụ thể, giảm từ 5 đến 10 kg chỉ sau một liệu trình. Công thức giảm cân bằng sinh tố chuối, dứa, cà chua khá đơn giản, nhưng hiệu quả thì không thể chối cãi được. Bộ ba cà chua, chuối và dứa thơm từ lâu đã trở thành bộ ba kết hợp giảm cân thần thánh vô cùng hiệu quả. Nguyên liệu: cà chua 200g, chuối 2 quả, thơm 1/2 trái, sữa tươi không đường 200ml, Đá viên Cách làm Bước 1 Cà chua và thơm mua về rửa sạch, bỏ vỏ, hạt và lõi Bước 2 Cắt muối cao thơm để dễ xay Bước 3 Cho nguyên liệu vào máy xay và xay nhiễn Đặc biệt thành phần có thơm nên cần xay lâu hơn để hỗn hợp được mịn Sau đó đổ hỗn hợp ra ly và thưởng thức SGNH tố cà chua mật ong giảm cắn mặt ong không chỉ giúp làn da trở nên hồng hào Săn chắc và mịn màng mà còn góp phần không nhỏ giúp các nàng nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Nguyên liệu cà chua, 200 không tây, 1 cây, dưa chuột, 100 không sữa chua nguyên chất, 1 hủ, mật ong nguyên chất, 1 thìa cà phê, đá viên, hạt lanh, 2 muỗng canh. Cách làm, bước 1, các nguyên liệu mua về rửa sạch, bỏ vỏ và cắt nhỏ, bước 2, cho các nguyên liệu vào và xay nhiễn. Lưu ý mật ong và sữa chua nên cho sau cùng để có thể xay đều hơn. Bước 3. Xay trong vòng 30-40 giây sau đó rót ra ly và sử dụng. SCNH tố dứa cà chua giảm cân. Nếu bạn không thích chuối và cơ thể đang dư tinh bột mà vẫn muốn giảm cân hiệu quả thì sinh tố dứa cà chua vẫn là công thức khá tuyệt vời đấy. Nguyên liệu: cà chua, 200 g đũa, 100 g GDA viễn sữa chua, một hư cách làm tương tự sinh tố cà chua chuối thơm. SCNH tố bưởi cà chua giảm cân. Bưởi luôn nổi tiếng với khả năng giảm cân thần tốc của mình. Khi kết hợp với cà chua Tác dụng giảm cân sẽ được tăng cường và giữ cho cơ thể được khỏe mạnh và đầy đủ dưỡng chất. Nguyên liệu: cà chua 200g, bưởi 2 muối đường 2 thìa cà phê, bổ sung đường để dễ uống, đá viên. Cách thực hiện: Bước 1: Nguyên liệu rửa sạch, bò vỏ và hạt, bóc vỏ bưởi chỉ giữ lại muối Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố, sau đó xay nhuyễn, rót ra ly và sử dụng. Để giảm cân nhanh chóng, đúng cách, an toàn, Liên hệ hotline sau: 0364 149 141 để được hỗ trợ cụ thể, giảm từ 5 đến 10 kg chỉ sau một liệu trình. Sinh tố cà chua giảm cân lúc nào cũng là chủ đề được mọi người tìm hiểu rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Trên đây là cách làm các loại sinh tố cà chua giảm cân, bạn hãy tham khảo nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp. Đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật nhiều video hữu ích khác nhé.